Bản tin sáng ngày 20 tháng 9. Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin sáng ngày 20 tháng 9. Bản tin cũng có những nội dung chính sau đây. Tin thế giới. Mỹ và EU sắp đối thoại chung về Trung Quốc. Trung Quốc khởi động đáp trả danh sách đen của Hoa Kỳ. TikTok chính thức đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Trump. Trung Quốc mua gần 40% sản lượng đậu nành Mỹ, tăng gấp đôi so với kế hoạch. Tin tại Việt Nam. Đắk Lắk truy thu tiền hỗ trợ COVID-19 lạc vào 7 hộ nhà giàu. Tàu Metro số 1 thành phố Hồ Chí Minh ngày 30 tháng 9 sẽ rời cảng Nhật về Việt Nam. Bắc Bộ mưa lớn, cảnh báo mưa rông, lốc sét ở Tây Nguyên và Nam Bộ. Sau đây là thông tin chi tiết. Mỹ và EU sắp đối thoại chung tìm kế đối phó với Trung Quốc. Theo SCMP, ngày 19 tháng 9 cho biết, Ngoại trưởng Mỹ ông Mike Pompeo đang có kế hoạch tổ chức cuộc đối thoại đầu tiên về Trung Quốc với người đồng cấp Liên minh châu Âu trong tháng này. Cả Mỹ và Trung Quốc đều đang cố gắng giữ quan hệ với châu Âu, coi lục địa này là rất quan trọng trong bối cảnh mối quan hệ Mỹ-Trung ngày càng đi xuống. Ông Pompeo cũng dự kiến sẽ đến thăm Ý và Vatican nhằm ngăn cản Ý chấp nhận những đầu tư của Trung Quốc vào các cơ sở cảng thuộc dự án Vành đai Con đường và gây áp lực lên Tòa Thánh, vốn được cho là có mối quan hệ nồng ấm với Bắc Kinh trong thời gian gần đây. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của khối EU, ông Joseph Borrell, đã đề xuất cuộc đối thoại này với Ngoại trưởng Pompeo trong một cuộc họp chung hồi tháng 6. Điều này cho thấy cả châu Âu và Mỹ đều nhìn nhận Trung Quốc là một mối quan ngại chung. Lúc đó, ông Borrell đã nói, có những vấn đề mà chúng ta cùng nhau phải đối mặt trong mối quan hệ với Trung Quốc, và do vậy, rất quan trọng là chúng ta hợp tác chặt chẽ để cùng nhau giải quyết chúng. Chuyển sang một tin tức khác tại Trung Quốc. CNA dẫn tin Bộ Thương mại Trung Quốc hôm ngày 19 tháng 9 công bố một cơ chế cho phép nước này trừng phạt các công ty nước ngoài nằm trong danh sách không đáng tin cậy. Động thái này được cho là đòn trả đũa Washington sau khi Mỹ cho một loạt các công ty của Trung Quốc như Huawei vào danh sách đen. Theo đó, hệ thống mới sẽ cân nhắc biện pháp trừng phạt với những thực thể có hoạt động gây nguy hại đến an ninh, chủ quyền quốc gia và lợi ích phát triển của Trung Quốc, hoặc vi phạm các quy tắc thương mại và kinh tế được quốc tế chấp nhận. Các biện pháp trừng phạt có thể bao gồm cấm công ty nước ngoài đó tiến hành hoạt động thương mại và đầu tư ở Trung Quốc và cấm các cá nhân hay trang thiết bị nhập cảnh vào nước này. Các công ty nước ngoài có thể được gỡ khỏi danh sách nếu chỉnh sửa hành vi của mình và thực hiện các bước xóa bỏ hậu quả mà hành động của họ gây ra. TikTok chính thức đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Trump. Theo Bloomberg, TikTok và công ty mẹ Biden đã đệ đơn kiện lên một tòa án liên bang ở Washington vào đêm ngày 18 tháng 9 để phản đối chính quyền Tổng thống Trump ban lệnh cấm ứng dụng chia sẻ video này tại Mỹ. Đơn kiện đã cáo buộc Tổng thống Trump vượt quá thẩm quyền khi ban lệnh cấm ứng dụng thuộc sở hữu của Trung Quốc này và hành động đó xuất phát từ động cơ chính trị hơn là ngăn chặn một mối đe dọa bất thường đối với Mỹ như luật pháp quy định. TikTok cũng cho rằng lệnh cấm này vi phạm quyền tự do ngôn luận trong tu chính án số 1 của Mỹ và cáo buộc chính quyền Trump làm ngơ trước bằng chứng cho thấy TikTok cam kết đảm bảo quyền dân tư và an ninh với người dùng Mỹ. Nhà Trắng hiện chưa phản hồi trước thông tin trên. Hồi tháng 8, một nhóm người dùng TikTok ở Mỹ cũng đã đệ đơn chống lại lệnh cấm này tại tòa án California. Bộ Thương mại Trung Quốc cùng ngày cũng ra thông cáo chỉ trích Mỹ và kêu gọi Washington ngừng bắt nạt. Cơ quan này cảnh báo Trung Quốc sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền hợp pháp và lợi ích của các công ty trong nước. Trung Quốc mua gần 40% sản lượng đậu nành của Mỹ, tăng gấp đôi so với kế hoạch. Tờ Nikkei dẫn thông tin từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cho biết Trung Quốc đã tăng mua gấp đôi đậu nành của Mỹ so với kế hoạch. Lý do là mặt hàng này được xem là một trong số ít các công cụ ngoại giao còn lại để Bắc Kinh có thể gây sức ép lên Washington. Cụ thể, tính đến ngày 15 tháng 9, Trung Quốc đã đồng ý mua 9,89 triệu tấn đậu nành Mỹ trong thời gian từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 8 năm 2021. Trong số đó, 3,27 triệu tấn được đặt hàng vào tháng 8 và 2,07 triệu tấn được đặt hàng vào tháng này. Tin tại Việt Nam. Đắk Lắk truy thu tiền hỗ trợ COVID-19 lạc vào 7 hộ nhà giàu. Ngày 19 tháng 9, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ban hành kết luận và buộc truy thu tiền hỗ trợ COVID-19 sai cho 7 hộ dân ở thôn 6B và Buôn Vân Kiều xã Cư Ê Lang, Ia Ca, Đắk Lắk với tổng số tiền hơn 20 triệu đồng.
Cụ thể, kết quả kiểm tra cho thấy 7 hộ gia đình bị truy thu tiền đều có hoàn cảnh khá giả, nhà cao, cửa rộng nhưng vẫn được nhận hỗ trợ. Trong khi đó, các hộ gia đình khó khăn sống trong nhà tạm bợ thì không được nhận tiền hỗ trợ. Tuy nhiên, một lãnh đạo sở cho rằng việc lập danh sách có thiếu sót dẫn đến tiền hỗ trợ người nghèo lạc vào nhà giàu do sự phối hợp thiếu ăn ý giữa thôn và xã chứ không có yếu tố vụ lợi. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk dự chi hơn 360 tỷ đồng hỗ trợ cho người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo. Riêng tại huyện Eka, quyết định phê duyệt nguồn kinh phí hơn 30 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi chi trả vào cuối tháng 8, nhiều người nghèo ở xã Cư E Lang, huyện Eka làm đơn tố cáo vì người nghèo không được nhận tiền, thay vào đó là những hộ gia đình giàu có ở nhà xây hoành tráng. Thậm chí, có những người được nhận tiền còn tỏ ra bất ngờ vì mình được nằm trong danh sách. Tàu Metro số 1 thành phố Hồ Chí Minh ngày 30 tháng 9 sẽ rời cảng Nhật về Việt Nam. Ngày 19 tháng 9, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho hay, 6 chuyên gia Nhật Bản đã hạ cánh tại thành phố Hồ Chí Minh và bắt đầu thực hiện cách ly 14 ngày theo quy định. Theo đó, đến ngày 30 tháng 9, đoàn tàu đầu tiên sẽ rời cảng Kasado, Nhật Bản, dự kiến ngày 8 tháng 10, tàu sẽ cập cảng thành phố Hồ Chí Minh và 2 ngày sau đó sẽ được vận chuyển đến Depot Long Bình, quận 9. Tuyến Metro số 1 dài gần 19,7 km, có 14 nhà ga bắt đầu từ Depot Long Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh và kết thúc ở Bến Thành, quận 1. Dự kiến kế hoạch cuối năm 2021 sẽ vận hành chính thức. Và cuối cùng là tin thời tiết ngày 20 tháng 9. Bắc Bộ mưa lớn, cảnh báo mưa dông, lốc sét ở Tây Nguyên và Nam Bộ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 20 tháng 9, do ảnh hưởng của rìa phía Tây, lưỡi áp cao cận nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh, nên ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Hòa Bình có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ giảm dần, nên ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Dự báo khu vực Hà Nội ngày 20 tháng 9 có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Vâng, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin sáng ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và đăng ký kênh. Kính chúc quý vị một ngày mới an lành và tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.